Ngoài những cái tác dụng thông thường như là bôi mũi cắn này, đau bụng, trúng gió, dầu gió còn vô vàn vô vàn những cái lợi ích rất là tuyệt vời mà có thể là nhiều người chưa biết. Nếu chưa biết thì hãy dừng lại xem hết video của Thu Hà ngày hôm nay mọi người nhé. Một là hỗ trợ giấc ngủ sâu, chống mất ngủ, thư giãn cơ thể buổi tối mà trước khi đi ngủ á, mọi người chú ý là vào cái thời điểm mà trời lạnh á, à, mọi người có thể là dọ vài giọt dầu vào cái lòng bàn chân hoặc bàn tay của mọi người, người á, thì có thể nâng cao cái chất lượng giấc ngủ của mọi người rất là tốt ai xoa dịu sự đau đớn khi bạn có các triệu chứng đau đớn trong cơ thể như là viêm do nhiệt đau bụng đau phần mềm nhức mỏi có thể bôi một chút dầu gió vào vùng bị đau ví dụ bôi vào rốn để làm ấm bụng giảm đau bụng khi gặp gió lạnh trong cơ thể tính hàn khí gây ra các cái triệu chứng đau do là nhiễm lạnh à, phụ nữ mà lạnh tử cung á lạnh phần phụ đều có thể dùng dầu gió để cải thiện tình hình rất là tốt phòng tránh đột quỵ nhiệt vào những cái ngày nắng nóng mà những người phải làm việc ở ngoài trời thường xuyên cảm thấy kiểu như là có nguy cơ bị sốc nhiệt đột quỵ nhiệt. Trong trường hợp này, bạn nên nhớ cái sự trợ giúp và bảo vệ của dầu gió. Dầu gió có tác dụng phòng ngừa đột quỵ, đột quỵ nhiệt rất là hiệu quả. Khi bạn có kế hoạch đi ra ngoài, ngoài trời nắng, bạn có thể bôi một chút dầu gió lên cái phần nhân trung đây. Nó không chỉ có cái tác dụng làm cho bạn tỉnh táo mà còn có thể phòng ngừa nếu chẳng may xuất hiện cái triệu chứng sốc nhiệt. Bốn phòng chống mũi Nhiều người chỉ dùng dầu gió với mục đích là bôi vào cái nốt mũi đã cắn rồi Mà chưa biết cách dùng để phòng chống mũi Có một cách phòng chống mũi đốt mà bạn nên thử ngay đó là khi các bạn tắm với nước ấm nhiệt độ khoảng tầm 36 đến 37 độ C ấy, Nhỏ vài giọt dầu gió vào trong nước tắm Không chỉ có mùi dễ chịu mà còn có cái tác dụng đuổi mũi rất là tốt Bạn cũng có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào cái cánh quạt điện ấy khi bật quạt thì nó sẽ thổi ra cái mùi tinh dầu hạn chế mũi đốt rất là tốt. 5. Chữa đau họng. Khi mà bị đau họng á, bị khàn, tiếng mà cổ kiểu là bị ngứa ngáy khó chịu lại chưa đến mức mà chúng ta phải đi gặp bác sĩ thì do dầu gió có thể giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Ngay khi bắt đầu cảm thấy ngứa họng và rát cổ á, cần bôi dầu gió và cũng dùng bàn tay xoa nhẹ đến khi cái cổ của mình á kiểu như nó nóng lên. Làm như vậy sau 1 2 tiếng sẽ các bạn sẽ thấy rất là dễ chịu ở cái cái cổ à nó sẽ giảm ngứa và bớt ho ngay lập tức. Sáu, khử mùi. Nhiều người á dùng nước hoa xịt vào đế giày vào giày á để kiểu như cho bớt mùi. Trên thực tế thì dầu gió còn có tác dụng tốt hơn như thế rất là nhiều mà mang lại cái điều gì ạ? Ít tốn kém hơn rất là nhiều. Khi tháo giày cất vào tủ tiện tay nhỏ vài giọt dầu gió vào đấy vào cái đế giày á để qua đêm là cái cách mà giúp bạn hồ biến một đôi giày hôi trở thành cái giày mùi thơm tinh dầu rất là dễ chịu à, không những thế giày còn có mùi dầu gió có thể giúp bạn có một cái cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi mà uh, chúng ta đi chúng cả ngày không nào chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe và biết ơn tất cả mọi người đã dừng lại vài phút để xem hết video của thu hà còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau